Thế tâm đẳng đề nam mô
Chế tâm đảnh lễ Nam Mô
Nhờ ngã tiếng sanh thông vô từ sanh
lai sở tác chúng tôi nhược tự ta nhược giáo tha tác kiến tác tùy hỷ nhược tác nhược tánh nhược tự vương tăng phật nhược tự thú nhược giáo tha thú kiến thú tùy hỷ ngũ vô giác tôi nhược tự ta nhược giáo tha tác kiến tác tùy thập bất thiên đạo nhược tự tác nhược giáo tha tác kiến tác tùy hỷ sơ tác dương quanh hư phú tàn quanh bất phú tàn ứng đoa địa ngục ngà quỷ xuất sanh nè chờ giữ ác tu biên địa hạ tiền cộng miền để xa như thì đánh xứ sơ tác tội chương kiếm giai sám hối kiếm chư phật thế tôn đương chứng tri ngà được ứng điểm ngà ngà phục ư chư phật thế tôn tiền tạng như thì môn nhược sanh tăng hành bồ thí quan thú tình giới đại chỉ tí dư xuống sanh nhất đoạn chi từ quan tu tình hành sở thiền căn thành tựu chúng sanh sở thiền căn tu hành bồ đề sở thiền căn cập vô thượng tri sở hữu thiền căn nhất thiết thiền tập giáo kế trụ được giai tốc hồi hướng a đầu đà ba tam yếu tam bồ đề nhờ quá khứ vĩ đại hiện tại chư Phật sự tác tôi hướng ngài diệt như thì hồi hướng chúng tôi giải sanh mỗi chư phước tâm thủy hy cập thịnh Phật công đức nguyện thành vô thượng trí khứ lai hiện tại Phật ở dùng sanh tôi thành vô thượng công đức hải hà kim quy mạng lễ cho hữu thập phương thế giới trung tâm thế nhất tiếp nhân sư từ nay dĩ thanh tịnh hư ý nhất thiết biên đề tập bố như hương phò hiện anh nguyện quay thân lực phố hiện nhật tiếng như lai tiền nhật thân phục hiện sát đoàn thân nhân nhất biên đề sát trần phật hư nhất đoàn trục trong số phật ca sứ bồ tát chúng hội trung mà phò thần văn dư đoàn diệt hiện tâm tiền dư phần giai sung mãn các gì nhật tiếng âm linh vô chức vô tận diệu ngôn từ tận tứ vì lại nhất thiên kiếp tán phật thầm thầm công đức hải hà để chờ tôi thân diệu hỏa mang kỹ nhãn đồ hương cầm tán cái như thì tôi thân trang nghiêm cù ngã di cũng dường chữ nhớ lấy tôi thân y phục tôi thân hương mà hương thiếu hương dư đánh dùng mà nhâm nhân giả như diệu cao tù ngã thất cũng dường chữ nhớ lai ngã gì hoàng đài thắng giai tâm thông tin những thiết tam thế phật tất gì phổ hiền hành nguyên lực phổ biến cũng dường chữ nhớ lai ngã định sơ tạo dư nghiệp giải do vô thì tạm trắng di tung thân hủy chi sơ sanh nhất tiếp ngã kim giai sám hối thật phượng nhất tiếp chư chúng sanh dị thừa học cấp vô học mà nhận tiếp như nay giữ bồ tát sở hữu công đức giai tùy hy thập phương sở thế gian đang tối sơ thành tựu bồ đề giải ngã kim nhất tiếp giai khuyên tinh kiến hư vô thượng diệu pháp luân hay chư phật nhường dụng thi niết bàn ngà thật chi thật chi quyết thật chi nguyện cứu trụ xa trần kiếp lờ lạc nhất tiên chữ chúng sanh sơ hữu thể tán cung dường phước tịnh phật trụ thế truyền pháp đức tí hệ xã hữu chư thiền các hồi hướng chúng sanh cập phật đạo nguyện tự gì tự thân công đức hồi hướng vô thượng giảm quan giữ thân tương phật pháp cập tam già nhị đế dung thông tâm mùi ẩn như tỷ vô lượng công đức hai ngã kiếp giai tất thần hồi hương chờ hầu chúng sanh thân cầu ý kiến quán đàn bạc ngà phạm đăng nhớ thì nhật tiết chư nghiệp trượt tóc giai tiêu diệt tập vô như niềm niềm trí châu hữu pháp giới quản đồ dùng sanh giai bất thôi này chỉ ở không thế giới toàn chúng sanh cập nghiệp phiền não toàn như thì nhật tiết như thì tự phát quán vô biên huyền kiếm
hồi hướng diễn như thì Nam Mô Đại Anh Vô Hiền Bồ Tát. Nam Mô Đại Anh Vô Hiền Bồ Tát. Nam Mô Đại Anh Vô Hiền Bồ Tát. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Diễn Kiến Hồ Giải Không Đồ Nhất Thiết Cổ Anh Cha. Cha nữ tứ là chẳng bất gì con không bất gì sạch chẳng tức thì con không tức thì sạch thọ được anh tức diệm phục như thì xa nữ tứ thì dư pháp không tướng bất sắc bất diệm bậc con bất tịnh bậc tăng bất giảm thị cô không trung vô sắc vô thọ tương anh tức vô nhạc nhị tế thiền thần hệ vô sắc tánh nương hệ dục pháp vô nhạc giở đại chi vô ý thân giới vô vô minh diệt vô vô minh tập này chí vô thờ từ diệt vô là tứ tập vô cố tập diệt đạo vô lý diệt vô đắc chỉ vô sơ đắc cố vô đề tâm loại ban nhã ba la mật đà cố tâm vô ái mạn vô ái thai cố vô hữu hùng vô yên ni điên đạo mộng thường cứu cánh niết bàn tâm tế chư phật ni bát nhã ba la mật đà cố đắc a đầu đà la ba mê tâm bồ đề ngộ đi bát nhã ba la mật đà vô thí vô thần chủ thí vô đẳng đẳng chú năng trừ nhất thiết hồ chân thiệt bậc hư vô thiết bát nhà và là mật đa vô thức tiên vô hiền đề đề ba la hiền đề ba la tăng hiền đề bồ đề tam bà hiền đề đề ba la hiền đề ba la tăng hiền đề bồ đề tam bà hiền đề đề ba la hiền đề ba la tăng hiền đề bồ đề tam bà định trường ngũ nam mô a di đà bà già đa ta trà đà già đà diệt cha ta di đi đô bà tì a di thì đã tất đăng bà tì a di bị đa thì ca đề a di đi đa thì ca mắt đa gia hi thì già già đa di đa ca đề ta bà nam mô a di đà bà già đa ta trà đà già đà diệt cha ta di đi đô bà tì a di đi đa tất đăng bà tì a di đi đa thì ca mắt đa di đi đa thì ca mắt đa già di đi già già a di đa ca đề ta bà nam mô a di đa bà già đa ta già đa già đa điệp già ta a di đi đô bà tì a di đi đa tất đăng bà tì a di đi đa thì ca mắt đa di đi đa thì ca mắt đa già di đi già già a di đa ca đề ta Nah.
bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại thế chi bồ tát nam mô đại thế chi bồ tát nam mô đại thế chi bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ Thế tử chúng con từ vô thì gây bao tội ác bở lầm mê đắm trong sắc tử đã bao lầm mê. Này đất trước đại vô thượng giác biên trầm cố lâu đời luôn là cả với sinh tinh vô số điều tàn. Trong muôn hoài trong kiếp lòng than ái con làm lòng không nhìn phương hướng đàn con dài từ tâu gốc hương. Hôm nay đồng thay đạo quý hoàng xin hướng về đức bóng từ quán thầy Phật tổ soi đường dần bước đàn. Bao thời khổ đông đường lá trường đã bị tám sân si mà về đến thì hôm nay giữ trọn lời nguyện chuyện ra môi để lòng thân thoát có trí mà quán minh như nhận nguyện kế từ bi vô lượng cứu quần sanh để hỏi từ đâu ban chúc một mình. Nhân giữ mãi con miền ra khỏi theo gốc đại vượt qua khổ ngại thương tiền từ vượt bế ngại hà nhớ lời ngài bờ giác không xa hành tâm tiến cho đời tươi sáng bỏ việc cho đời quang đàn đem phước lành chiếu rất phạm nhân lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng mà có nguyện được trong đời rộng rãi con niệm Phật để lòng nhớ mãi anh bóng người cứu khổ chúng sanh để theo ngài trên bước đường lành chúng con khổ nguyện xin cứu khổ chúng con khổ nguyện xin từ đổ ngoài tham lam sông hồng ngập đời ba sĩ mê trí tuệ tuyệt vời con nhớ đức Di Đà là quan Phật A Di Đà thân kim sắc thường tổ quan minh tự trang nghiêm mẹ năm tu di huyền chuyển bất nào ở bốn biển đất trong mặt mặt biết mình trong màu quang hóa vô số Phật ngã vô số Bồ Tát hiện ở trong ở vùng bốn mươi tám mẹ đồ dùng sanh nơi dịch phóng thiên vàng lên giải thoát ở quy mạng lễ Di Đà Phật ở phương Tây thế giới ta lần là con nay xin phát nguyện vạn sanh cuối xin đức từ bi tiếp mẹ độ trăm mỗi công đức thù
được quan Phật cha kệ. Mẹ tiểu tâm chưa trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh điều hữu phổ, nguyện đổi chướng tất tiêu trừ thế thế tượng hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ đúng cửu Phật niệm hoa vi phù màu quá khai chuyển Phật ngộ bố sanh hai bóng tối Bồ Tát quy bằng nữ. Nguyện nhị thử công đức phổ cập hư nhất thiết kỷ na đàn dư chúng sanh thế giai cộng thành Phật đạo. Nam mô Hiền Tòa Đạo Trang Tam Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi chúng mang sanh mê tâm nhập kinh tâm.
điều trọn